Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với kênh YouTube của ReviewS. Và trên tay công bây giờ là Oppo Reno 10 5G, chiếc máy mới ra mắt của nhà Oppo thuộc dòng Reno. Nhanh nhờ anh em, ngày nào chúng ta còn đang nói với nhau về Reno vây cá mập, Reno thay thế dòng F mà bây giờ chúng ta đã có Reno 10 5G. Và chi tiết về chiếc máy này thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để trên tay nhanh em nó nhá. Mình là Công tới từ ReviewOS. Nếu như các bạn đang quan tâm về chiếc máy này thì truy cập ngay đường link của Di Động Việt mình để ở phần mô tả đặt hàng bọn em nhá. Oppo Reno 10 thì có thể coi là phiên bản bay của cái dòng này, để nếu như bạn nào chúng ta không có quá nhiều chi phí các bạn vẫn tiếp cận được dòng này. Và khi mà chúng ta nhìn vào Oppo Reno 10 5G thì mình thấy rằng vẫn có những cái triết lý được giữ lại ở trên máy của dòng Reno. Đầu tiên là đặc sản cái mặt lưng này, lúc nào nó cũng đẹp và màu sắc năm nay thì làm có phần nó sẽ nhạt hơn một tí, nó tinh tế hơn để phù hợp với đại đa số mọi người hơn. Có vẻ bây giờ các bạn trẻ là không thích flex bằng việc là một chiếc máy quá sặc sỡ rồi, mọi người thích flex bằng cái gì nó ít màu như là thẻ đen cơ. Và tiếp theo là cái mặt lưng này nó vẫn hạn chế được mồ hôi và dấu vân tay của bạn rất là tốt. Thì đây cũng là cái điểm mình thích ở trên máy. Đặc biệt là với những ai mà không thích sử dụng ốp lưng giống như mình thì việc mặt lưng có thể chống được như vậy rất là ngon. Các bạn không phải lo vấn đề lau chùi mặt lưng cũng đỡ sợ bị xước máy. Tuy nhiên trên mặt lưng năm nay thì có phần camera mình thấy rằng là làm hơi to. Cái làm hơi to này nó sẽ có hai cái đặc điểm. Về mặt ưu điểm của nó là các bạn sẽ dễ dàng nhận diện được đây là Oppo Reno 10 5G, không phải là chiếc Reno nào khác. Còn nhược điểm của nó thì cái này là do cảm quan cá nhân của mình thôi. Mình cảm thấy rằng là camera đặt hơi to và có phần nó chưa cân đối lắm. Với bản thân mình thì mình thích bê cả cụm vào giữa cơ, nhìn sẽ cảm giác cân đối hơn. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có, đó chính là sự mỏng và nhẹ của chiếc máy, để các bạn dễ dàng bỏ vào túi quần hay bỏ vào túi sách của mình mà không cảm thấy bị cộm túi. Và tiếp theo chúng ta có một sự nâng cấp trong thiết kế, đó chính là có thêm cổng hồng ngoại ở ngay phía trên này, để các bạn có thể điều khiển những thiết bị trong nhà, điều khiển tivi, điều khiển quạt, điều khiển điều hòa. Nói chung là rất tiện lợi với cổng này. Nhiều khi chúng ta đi tìm điều khiển trong nhà không thấy thì bây giờ không cần tìm nữa. Đây, điện thoại, vật bất ly thân cũng có thể làm được điều đó luôn. Chỉ có một điều mình phải lưu ý các bạn trong thiết kế của máy này, đó chính là vị trí đặt lỗ chọc SIM của chúng ta thôi. Như các bạn thấy thì đây là khay SIM của chúng ta và bên cạnh sẽ có hai cái lỗ. Thì cái lỗ nào nằm gần khay SIM hơn đó chính là lỗ để các bạn chọc SIM ra. Còn lỗ mà nằm xa hơn thì là lỗ mic và các bạn đừng chọc vào đây nhá. Có thể sẽ có những điều không tốt xảy ra với microphone của bạn. Và để kết thúc phần này thì mình sẽ nói về cái độ cứng cáp chắc chắn của máy. Đây các bạn nghe thử mình gõ. Thấy không? Không hề có một tí ọp ẹp nào cả. Và kể cả các bạn có bấm vào như thế này cũng không có hiện tượng bị lún mặt lưng máy. Như vậy là ok. Bây giờ sang phần tiếp theo, đó chính là về màn hình nhá. Màn hình ở trên Oppo Reno 10 5G năm nay thì làm cho mình cảm thấy rất là hài lòng với một cái màn hình cong, để chúng ta có một cái trải nghiệm nhìn cảm giác nó vô cực hơn. Và đặc biệt là với những bạn nào chúng ta thích xem video ở trên màn hình thì việc có một cái màn hình cong, cảm giác mọi nội dung hiển thị ở trên nó sẽ to hơn, nó sẽ đã mắt hơn. Nhưng mà cũng đi theo một cái vấn đề, đó là khi chúng ta cầm thế này, đôi khi tay bạn nào quá to thì có thể cảm ứng nhầm vào hai phần cạnh viền của chúng ta. Tuy nhiên đấy là vấn đề của mấy năm về trước thôi, chứ còn bây giờ và theo trải nghiệm thực tế sử dụng của mình thì Oppo Reno 10 5G không gặp hiện tượng này. Còn nói về độ đẹp ở trên màn hình thì mình thấy rằng màn hình AMOLED của chúng ta hiển thị cũng khá là đẹp. Với cái độ sáng của máy là tầm hơn 900 nit thì cũng đủ sức hiển thị ở ngoài trời nắng. Và với những bạn quan tâm chi tiết về thông số của em màn hình này thì mình đang hiển thị ở trên màn hình để các bạn có thể đọc được từ độ phân giải cho tới tần số quét này kia của máy nhá. Màn hình của máy thì cũng ok rồi, vậy thì cấu hình được trang bị trên máy thế nào? Chúng ta sẽ có con chip tới từ Dimensity là 7050, tất nhiên có hỗ trợ 5G. Cái máy này đặt tên là có đuôi 5G ở sau mà. Còn về RAM thì với phiên bản mình đang cầm ở đây sẽ là 8GB thực, 8GB ảo và tổng cộng lại các bạn có tới 16GB RAM, thoải mái đa nhiệm chưa? Về phiên bản bộ nhớ trong thì máy mình cầm ở đây là 256GB. Và mình thấy rằng là với dung lượng bộ nhớ 128 bây giờ lưu đã ok thì 256 lưu gọi là gấp đôi ok chứ còn gì nữa. Đây, cá nhân mình đang dùng 128, anh em có thể an tâm về điều này. Và tất nhiên là với những bạn nào trong thời điểm bây giờ các bạn thích chụp ảnh nhiều, thích quay phim nhiều thì mình khuyến cáo các bạn cứ chọn cho mình 256 lưu cho thoải mái. Về phiên bản phần mềm trong máy thì sẽ là ColorOS 13.1 phiên bản chính thức. Tổng kết về phần mềm thì mình thấy rằng Oppo năm nay rất chịu khó nâng cấp cho máy, đã cho chúng ta Android 13 mới và ColorOS 13 thì cũng mới luôn. Mình đã có chấm thử điểm AnTuTu của con chip trong máy thì chúng ta sẽ có điểm số là 563.416 điểm cho em nó. Và với thông số này chơi game sẽ như thế nào, hãy đón chờ trong video tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ sang phần tiếp theo, đó là về camera. Về phần camera thì chúng ta nói qua thông số trước đã. Đầu tiên là camera selfie sẽ có độ phân giải là 32MP và khẩu độ là f2.4. Mình đã có chụp thử thì da rẻ vẫn trắng trẻo và đúng chất của nhà Oppo. Còn với cụm camera sau của chúng ta, các bạn được trang bị 3 camera. Trong đó thì một camera chính 64MP, có camera tele với độ phân giải lên tới 32MP và cam siêu rộng 8MP.
Như vậy thì ở trên chiếc máy này chúng ta sẽ có một sự cải tiến mà mình tin rằng những bạn nào thích chụp ảnh chân dung cực kỳ thích, đó chính là camera tele. Chụp tele cảm giác như kiểu các bạn zoom vào được cái khoảnh khắc của chúng ta, các bạn zoom vào gần chủ thể hơn và giữ lại tối đa những cái khoảnh khắc, những cái nét mặt, những cái mood của chúng ta tại thời điểm đó. Nên là mình thấy có cam tele để chụp chân dung là ok. Và độ phân giải 32 megapixel thì tính ra cũng khá là ổn. Với cái bức ảnh mình chụp thử ở đây, các bạn có thể thấy được chất lượng trực tiếp khi mà chụp bằng camera này. Còn với camera chính của chúng ta thì mình cũng chụp nhanh một vài bức ảnh để các bạn thấy được chất lượng nhá. Cuối cùng là về viên pin được trang bị ở trong máy thì Oppo Reno 10 5G được trang bị viên pin 5000 mAh và với viên pin có cái dung lượng này thì hoàn toàn đủ sức đáp ứng cho máy trong một ngày sử dụng. Còn nói về sạc nhanh thì các bạn sẽ có SuperVox 67W cho chiếc máy này và 67W cùng viên pin 5000 mAh thì thời gian sạc của chúng ta cũng khá là nhanh. Đôi khi các bạn không cần sạc đêm cũng được, các bạn để buổi sáng chúng ta bắt đầu cắm sạc cho máy, đi đánh răng, đi ăn sáng, sau đó quay trở lại thì kiểu gì các bạn cũng có 100% pin. Và tới đây thì Công sẽ kết thúc video nhé. Các bạn thấy sao về chiếc Oppo Reno 10 5G thông qua cái bài đánh giá nhanh này của mình? Cũng như các bạn quan tâm cái điều gì nhiều hơn thì cứ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS. Video này ở trên tay nhanh nhé.